Báo điện tử VTC News đổi tên miền từ vtc.vn sang vtcnews.vn. Với 4 nhân khẩu sinh sống, trung bình những tháng trước, gia đình bà Lan chỉ sử dụng khoảng 200.000 đồng tiền nước. Nhưng thật bất ngờ, khi tháng 2 năm 2024, gia đình bà nhận được hóa đơn tiền nước lên tới 57 triệu đồng. Một con số bất thường ngoài sức tưởng tượng. Bà Lan thực sự cảm thấy lo lắng. Cái con số mà nó lên cao khủng khiếp như vậy đó, sợ dữ lắm, liên quan tới nhà nước là rất là sợ, mất ăn mất ngủ luôn. Mặc dù mình không có làm gì mờ ám hết đó, nhưng mà nghe nói tới nhà mình là mình sợ. Được biết, công ty cổ phần cấp nước Gia Định đã có buổi làm việc kiểm tra hệ thống nước tại gia đình bà Lan. Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện có hiện tượng rò rỉ tại máy nước nóng. Tuy nhiên, theo gia đình, với chỗ rò rỉ này, khối lượng nước thất thoát cũng không thể nhiều đến mức như vậy. Có một sự rò rỉ nhỏ ở máy nước nóng năng lượng trời. Và cái việc mà rò rỉ nhỏ đó em đã tiến hành đo luôn rồi. Em đo dựa vào thể tích nó bị sụt giảm của cái bồn chứa. Và quy ra số lít tính trên số giờ, do là tính ra thất thoát đâu đó vừa tiêu dùng vừa rò rỉ. Thì một ngày tính ra maximum nhà em là khoảng tầm 960 lít. Thì một ngày là gần một khối. Đại diện công ty cổ phần cấp nước Gia Định cũng cho biết, bình quân mỗi tháng, hộ gia đình này sử dụng trên dưới khoảng 20 khối nước. Tuy nhiên, do đến kỳ ghi hóa đơn tiền nước tháng 1 năm 2024, gia đình đi vắng nên phía công ty chỉ dựa theo chu kỳ hóa đơn hàng tháng để tạm tính là 20 khối nước cho tháng 1. Đến kỳ ghi hóa đơn tháng 2 thì xảy ra hiện tượng tăng đột biến như trên. Thật ra ở đây không phải là rò rỉ ở trong một tháng, mà có khả năng là nó là 2 tháng. Trong trường hợp mà chưa tìm hiện ra được các nguyên nhân, phía khách hàng có nghi ngờ mà cho rằng cái đồng hồ nước mà của công ty lắp đặt á là không hoạt động không có chính xác á, thì có thể là yêu cầu đề nghị là việc kiểm định đồng hồ nước. Đây là khẳng định, đây là cái quyền yêu cầu của khách hàng. Nếu theo giả thiết của đại diện công ty cấp nước Gia Định, mỗi ngày gia đình bị rò rỉ xấp xỉ 50.000 lít nước. Nhiều người cho rằng điều này là vô lý, bởi một lượng nước lớn như vậy chảy ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện. Còn cái này lên tới 3.000 khối, thì nếu mà chảy với tốc độ 3.000 khối á, mà trong vòng 2 tháng liên tục á, thì sẽ có hiện tượng là tường nhà ướt hoặc là xung quanh nó sẽ có những cái hiện tượng là sụt lún hoặc là xói mòn. Và đồng thời nữa, khi mà tiếng nước chảy ra thì người ta sẽ nghe. Tại vì 2 khối một giờ mà, chứ không phải là một ngày tới 50 khối lần mà. Người dân mong muốn ngành chức năng cần kiểm tra kỹ lưỡng, xem xét, giải quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, cũng như tránh những trường hợp tương tự xảy ra.